ông thương cháu gì đâu á, còn chưa thấy ai hả thương cháu như là ông vậy trơn á, mà đã vậy ngang con rể với con gái về chơi á, quay quyến con heo luôn. Qua đây với ngoại nè. Qua với ông ngoại, ngoại đi, con. Đi ông ngoại cho tiền kìa. Ông ngoại á có nhiều tiền lắm đây. Bữa nay ông ngoại kêu về á là cho thằng Bạc nhiều vàng lắm đó. Bạc vàng gì ở đây, đừng có nói dốc con nít. Giờ thấy đúng là thằng này không được. Của cải mà vô tay con người như thằng Bùi á thì còn hại nó thêm nữa. Nếu mà lần này á được đứa con trai á thì đúng là trời thương ta đó. Dạ phải. Nhà mình á có đứa con trai nói giỏi tông đường, mà ở tuổi cha á, chuyện này đúng là hy hữu. Mình phải ăn mừng thiệt lớn nha cha. Thêm làm tốt lắm. Tốt là tốt cái gì? Bả mà sảy thai á là tao ân hận cả đời luôn đó. Nếu mà nó sảy thai tôi sẽ cho bà thêm gói bạc nữa. Sao mày muốn hại bả dữ vậy? Dù gì á bả cũng là mẹ vợ của mày đó nha. Đứa bé này chính là con của mình. Em thề trên tính mạng của con đó. Tới tay mình rồi sao? Mình đừng có nghe những lời nhảm nhí đó. Tôi mà biết đứa nào đơm đặt chuyện này á là tôi không tha cho nó đâu. Tôi còn biết ai đưa tiền cho cô nữa kìa. Thiệt hả ông? Mà ai vậy ông? Có ai xa lạ đâu. Thằng Bùi chứ gì. Sao ông hay quá vậy? Ông nói một cái là trúng phốc luôn. Bây giờ ông biết rồi. Tôi nghĩ là nó sợ mất cái gia tài này vô tay mẹ con cô Chinh, cho nên nó mới làm như vậy. Miếng ăn tới miệng rồi mà mất, ai mà chẳng tức. Mà như vậy rồi ông tính làm sao? Đây, bạc của thím. Thím cứ giữ đi. Coi như thím chưa gặp tôi. Đừng nói cho nó biết là tôi biết. Vậy hả ông? Ừ. Ông sợ là nó biết ông biết chuyện này rồi làm cho nó thẹn chứ gì. Ông còn muốn giữ hòa khí với con rể hay sao? Ông đúng là người nhân đức thiệt. Thôi được rồi, cảm ơn thím. Thím về đi. Dạ, tôi cảm ơn ông. Cũng may sóng gió rồi cũng qua. Mấy tháng sau con sanh được cháu trai khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Em dễ thương quá à. Bà nghe cho rõ đây, tôi gia hạn cho bà thêm một tuần trăng nữa. Bà phải ép ổng lập di chúc để toàn bộ tài sản lại cho thằng Bạc. Chỉ cần ông chia tài sản lại cho thằng nhỏ này một chút thôi, tôi hứa với bà, ngày ông xuống lỗ cũng là ngày mà tôi tính sổ với hai mẹ con bà. Mình à. Cha tôi chết rồi, trên đời này ai còn dám đứng ra bảo bọc cho hai mẹ con bà. Bà lo tính mạng cho con trước đi. Dạ. Chào cha. Cha ơi. Cha. Con của con của dì á giống cha lắm. Con đang nói với dì á là nhà mình có phúc lớn đó cha. Dạ đúng rồi đó mình. Anh rể chỉ tới mừng em trai thôi. Đúng rồi. Đồ giả dối. Từ ngày cô báo cho tôi là cô có thai, tôi đã biết cô là đứa lừa đảo rồi. Cô vụng trộm với ai rồi về đây đổ hết cho tôi. Nói. Mình à. Em. Sao mình. Từ lâu tôi đã biết tôi không có con được nữa. Tôi để coi có lúc nào đó cô thành tâm tự thú với tôi. Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. Cha. Thì ra là cha cũng đã nghe hết rồi hả? Con sợ mang tiếng dành gia tài cho thằng Bạc, cho nên con không dám nói. Đã vậy, cha, cha đuổi con mụn này đi đi cha. Đuổi đi cha, đuổi liền đi cha. Mình à. Không phải là cha không có ý đó, nhưng mà lâu nay vì người ta bụng mang dạ chữa, mình đuổi đi như vậy em mang tiếng nhẫn tâm. Bây giờ là mới sanh còn yếu ớt. Thôi, coi như nhà của mình có thêm một đôi đũa, một cái chén trong nhà. Từ nay
chuyển xuống dưới khu gia nô ở. Mình à, quan cho em, quan cho con lắm mình ơi. Thằng nhỏ đặt tên là Phi, có nghĩa là không, là vô thừa nhận. Nó sẽ không được hưởng bất kỳ một lợi tức nào trong căn nhà Hồ Lê này. Còn tụi con về đi, sau này mọi thứ á, cha đều để lại cho thằng Bạc. Dạ. Đợi ngày cha trăm tuổi, cha sẽ viết di chúc cho nó. Dạ, cha thật sáng suốt. Gia nô đâu? Dạ. Lôi mẹ con nó xuống khu gia nô. Dạ. Mình về thôi. Cái này thì khó à. Tại sao bà nói ông già mừng lắm? Hay là ông chị giả bộ để cố ý xoa dịu thằng con rể? Dạ, cũng không hẳn chỉ là giả bộ. Không lẽ... Dạ, tối hôm đó con mới hiểu rõ ngọn nguồn. Mình ơi, quan cho em lắm mình ơi. Đồ ăn còn nóng đó, mình ráng ăn đi, để có sức mà nuôi con nữa. Vậy ra không phải mình nghi em một dạ hai lòng hả? Vợ chồng ăn ở mấy năm trời, tôi còn không hiểu mình hay sao? Vậy ra mình làm như vậy là để con rể bớt hàng học với con mình. Nhưng mà có cần phải làm tới mức này không? Chuyện mạng sống của mình với con, giá nào tôi cũng phải làm. Vậy là mình đã nghe hết rồi hả? Tôi biết thằng đó, vì cái gia tài này nó dám làm bậy lắm. Bởi vậy cứ để cho nó nghĩ tôi ghét bỏ mình, rồi không nhìn thằng Phi. Chỉ có vậy nó mới để cho mình yên thân. Mà thế nào nó cũng cho người dò la, nên tôi cứ để cho người trong nhà thấy mình ở đây. Thành ra bây giờ chỗ này là chỗ an toàn nhất. Rồi mỗi đêm thằng nô sẽ đem đồ ăn thức uống, quần áo sạch, mọi thứ cần thiết cho mình. Mình à, nhưng mà em thấy lo lắm. Mình cũng biết từ trước tới giờ em đâu có màng tới gia tài của mình đâu. Sau này mình có trăm tuổi, cho con bao nhiêu, cho cháu bao nhiêu là quyền của mình, em cũng đâu dám can thiệp. Nhưng mà thằng Bụi nói dù thằng Phi chỉ được một chút thôi, nó cũng sẽ không tha. Mình cứ yên tâm lo cho con, tôi đã có cách rồi. Phi không phải là vô, mà là phi thường lớn lao. Tôi mong sau này lớn lên, con mình sống không phí hoài, làm được những điều hữu ích. Hai ông bà phải sống như vậy bao lâu? Dạ, 3 năm. 3 năm? Vậy là suốt 3 năm trời bà phải giả bộ làm người ở trong chính nhà của mình sao? Dạ, vậy đó mà cũng không yên. Rể của nhà con là người đa nghi lắm. Mình à. Nè, tôi kêu nàng giả bộ điều tra thử coi hai mẹ con nó có phải ở khu gia nô hay không. Kết quả sao rồi? Mình à, thật ra hồi nãy em vẫn thấy hai mẹ con vẫn ngồi ăn cơm trong cái chòi rách nát đó. Sao tôi vẫn cảm thấy không yên tâm? Đó là cha giận, cha đuổi đi, nhưng mà nó vẫn ở trong nhà. Lỡ đâu nửa khuya cha xuống kiếm thì sao? Không có đâu mình ơi. Nàng làm sao hiểu đàn ông bằng ta được? Chừng nào mà thằng Phi nó còn ở trong nhà này thì ta cảm thấy không yên tâm một chút nào. Vậy mình tính làm cái gì? Phải làm cho nó đi khuất mắt đi. Dạ, mời cô cậu uống nước.
Người làm ở trong nhà này cũng mướt mát quá, đâu có thua gì kẻ ăn trắng mặt trơn đâu hả cô Chinh? Dạ, nhờ ơn của ông đối tốt với người ăn kẻ ở trong nhà nên tụi tôi cũng không đến nỗi tàn tạ. Cô cậu có cần gì thêm thì cứ sai biểu, nếu không tôi phải xuống bếp để nấu cơm. Cô Chinh à, cô không biết nhục hả? Mình à. Đừng nói là cô không hiểu. Ngoại tình bị đài xuống làm đầy tớ, chai mặt ở lại nhà chồng. Sao cô không đi luôn đi? Dạ, mong cậu hiểu cho. Mẹ con tôi bây giờ không nơi nương tựa, cứ coi như là tá túc ở đây kiếm ăn qua ngày, có nhục cũng đành chịu. Đi đi, tôi sẽ cho cô ít vốn. Dạ, thật sự bây giờ tôi cũng đã có tuổi rồi, lại còn thêm con mọn nữa, cũng không biết phải đi đâu, mong cậu thông cảm. Cái con mũ mặt dày này. Mình à. Cô. Dạ, coi chào cha. Dạ cha. Tụi con ra giường coi thằng Bạc, nó đang leo trèo trên cây thăng thoát vậy đó. Cháu ngoại ta sau này lớn lên nó khỏe mạnh lắm đây. Dạ phải vậy chứ cha, vậy thì nó mới có sức cai quản ruộng vườn của ngoại để lại chứ. Dạ đúng phải. Đó cha. Đi đi, ra ngoài coi nó. Dạ. Nó đi rồi, mình bỏ đó nghỉ đi. Nó nói gì mặt nó, đừng có để bụng. Dạ em quen rồi, mình đừng có lo. Được sống bên cạnh mình và con, dù ở thân phận nào em cũng thấy vui hết. Con đâu mình? Ủa, không phải nó đang chạy chơi với bé Bạc sao? Ủa, tôi mới vừa ngoài đó về, sao không thấy? Tôi đã dặn mình rồi, hễ mà thằng Bùi nó qua nhà mình á thì mình không được rời đứa con. Vậy để em đi kiếm con. Để tôi. Nè con trai, con chỉ ngồi ở đó chơi thôi, không được leo lên cao nữa, nguy hiểm lắm, biết chưa? Dạ. Đợi con lớn lên đi, cha sẽ dạy cho con leo trèo, thậm chí là leo lên đầu của người khác ngồi nữa kìa. Nghe chưa con? Dạ. Phi Phi, lên đây chơi Bạc nè. Nè, mày đi đâu đây? Nếu mày ở ngoài sông, tao đã quăng mày xuống sông rồi. Mày muốn leo cây chứ gì? Được, tao sẽ cho mày leo cây, leo càng cao càng tốt. Nè, mày muốn leo cây đúng không? Leo càng cao càng tốt. Cha, cha, em nó đòi leo cây, mai mà con ra kịp đó cha. Không sao. Con kêu ông Bạc leo xuống đi, trèo cao là té đau đó. Dạ, Bạc, xuống đi con. Dạ. Xuống đi. Dạ, tụi con vô nhà nha cha. Giờ ta vẫn còn sợ sợ đây, mà nó dám mưu hại con ta. Lỡ ngày nào ta khuất núi thì ai bảo vệ con ta?
ta phải làm sao đây? Nói vậy nhưng đó là 3 năm hạnh phúc nhất đời con. Chồng con lúc nào cũng hết lòng theo sát, bảo vệ mẹ con. Nhưng chỉ được 3 năm yên ổn cuối cùng đó thôi. Rồi chuyện gì phải tới, cuối cùng cũng tới. 3 năm sau, chồng con bệnh nặng. Lúc biết mình không qua khỏi, ông kêu con cháu về. Cha biết lần này cha sắp đi xa, cũng như lời hứa trước đây. Hôm nay trước mặt đông đủ cả nhà, cha muốn công bố di chúc công khai, để cả nhà mình sau này khỏi ai thắc mắc. Nô, bây giờ đọc đi con. Dạ. Thất thập nhi sinh phi ngô tử, giả kỳ điền sản giao giữ tử tế, ngoại nhân bất đắc tranh đoạt. Câu này có nghĩa là 70 tuổi mới đẻ ra nó, không phải con ta. Ruộng đất ta giao cho con rể, người ngoài không được chiếm đoạt. Đúng rồi. Cha ơi, con cảm ơn cha. Cha hiểu con lắm cha ơi. Không ngờ cha hiểu con như vậy. Con cảm ơn cha. Vô đây. Cho mẹ con mà ở chỗ này á là phước lắm rồi đó. Đáng lẽ ra chiếu theo di chúc, tống cổ hai mẹ con bà ra ngoài đường cúng dường. Nhưng mà thôi, thấy bà cũng ngoan ngoãn biết điều, từ nay á coi như xong, khỏi phiền nhau nữa. Ai mà ngờ đâu cái lão già đó cũng bạc dữ. Mình ở đây hả mẹ? Vô đi con. Mình ơi, mình ơi, mình đừng điên. Mình bị bỏ mẹ con em rồi, mẹ con em biết sống sao đây? Mình ơi. Mình muốn lấy cái này hả? Mình ơi.
Mình ơi Mình. Con yên tâm đi, rồi sẽ có ngày mẹ đòi lại công lý cho con, nhất định là như vậy. Vậy bây giờ đã là 18 năm, sao bà nghĩ ta là vị quan đó? Dạ, quan đến đúng ngày con sanh thằng Phi 18 năm trước, con tin lời chồng con. Nhưng mà thật ra ta vẫn chưa hiểu ý của ông nhà là gì. Bây giờ ta cần thời gian xem xét. Bà cứ về đi, tạm thời bà cứ để bức tượng này ở đây. Dạ, đội ơn quan. Thật là đáng thương. Làm cái gì vô duyên vô cớ triệu ta lên đây? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Dạ bẩm quan, miếng đất là cha vợ ta để lại, có nhân chứng, chút thư đàng hoàng. Kẻ nào dám kiện ta? Đứa nào? Hả? Đứa nào? Hỗn sược! Dạ. Ta là quan tri huyện mới của huyện này đây. Sao? Dạ bẩm quan, ý của con không phải là như vậy đâu. Ý của con muốn nói là kẻ nào đã kiện con rồi đưa con lên đây. Ai kiện thì ngươi sẽ biết thôi. Cho mời nhân chứng. Bà. Dạ, chào quan. Bà dám kiện ta hả? Bà muốn cái gì? Ngày xưa lúc cha hấp hối, bà có mặt ở đó, bà cũng nghe rõ mà. Mà giờ bà đòi xem xét lại là sao? Xem xét cái kiểu gì? Chút thư đó đâu? Dạ, con nói có sách, mách có chứng. Dạ. Dạ, đây nè quan. Chúc thư này không hợp lệ. Dạ, giờ bẩm quan, tại sao nó không hợp lệ à? Chúc thư này chính ta cha con viết. Dạ. Dạ, có điểm chỉ đàng hoàng à? Dạ đúng vậy thưa quan. Không sai, nhưng mà điểm chỉ này chỉ là tạm thời che mắt ngươi, để ngươi đừng hại chết mẹ con người vợ sau của cha vợ ngươi thôi. Quan nói vậy, vậy thì quan có bằng chứng gì không? Quan nói vậy mà không có bằng chứng, quan cũng mắc tội vu khống cho người dân đó. Được, ta có bản gốc của chúc thư này. Bản gốc? Quan nói là quan có bản gốc. Vậy không lẽ nó... Bản gốc nào? Làm gì có bản gốc nào? Bịa đặt.
Người đâu? Phó tượng này rỗng bên trong. Có nhớ pho tượng này hay không? Ý của quan nói là cha vợ của con giấu bức chúc thư thật đó ở trong pho tượng này à? Đúng vậy. Vậy quan đọc đi. Người xem đi sẽ rõ. Tưởng sao? Nghe cho rõ đây, ruộng đất ta giao cho con rể, người ngoài không được tranh giành. Có khác cái gì đâu. Số chữ thì không có gì khác, nhưng mà nghĩa thì khác nhau hoàn toàn. Khác chỗ nào? Quan cứ nói thử xem. Bản trong pho tượng có thêm mấy dấu phẩy, người nghe cho rõ đây. 70 tuổi mới sinh thần phi, đó là con trai ta. Ruộng đất ta trao cho con, rễ người ngoài không được chiếm đoạt. Trời ơi, quay thanh minh quá, hay quá. Không thể nào, cái này là giả mạo, ta không phụng đâu. Cái này rõ ràng là giả, giả mạo. Mừng quá mẹ. Bức thư này là giả mạo, đây là giả mạo. Không phụng, ta không phụng. Ta không phục đâu, ta không phục. Cái ông già họ Lê này không phải là tay dừa, thú vị thật. Nhờ có mấy dấu phẩy thôi mà cứu được vợ con, bảo toàn gia sản. Đúng là hay, hay thật. Không thể nào, bức chúng tôi này rõ ràng là giả mà. Như vậy thì ta không phục, ta không phục, không phục, ta không phục. Mình ơi, mình ở đây em chơi. Mẹ ơi. Chồng con đã không nhìn lầm người. Mẹ con đổi ơn trời biển của quan. Dạ con tạ ơn quan. Dạ đội ơn quan. Người nên cảm ơn dạ, người chồng đáo để của người, mưu trí, biết lo xa. Đó mới là người tài giỏi đó.
Quang. Quang tài giỏi ghê. Có Quang hết đó.